Hoàng Long Thanh Số xin chào chị Võ Thị Thảo ạ. Chị ở phường 8, thành phố Đà Lạt. Vâng ạ, Đà Lạt mộng mơ ạ. Miền đất hứa, một miền đất rất nhiều người mơ ước được sinh sống và làm việc ở đấy ạ. Chị có đặt bên em một chiếc Superb 1200 dạng vân gỗ màu vàng rất là đẹp chị ạ. Đây, em đang quay trực tiếp cho chị xem đây. Trước tiên em xin mời chị xem hình dáng và ngoại hình của em nó cũng như là màu sắc. Và giờ em xin mời chị thưởng thức về chất âm của em nó. Em đang mở với cái mức độ volume rất là bé nhé, để cho chị. Và giờ em sẽ tăng thêm một chút xíu volume nữa cho nó thêm có lực trống để cho chị cảm nhận rõ ràng hơn ạ. Phải nói tiếng trống rất là tròn và căng và có chiều sâu, rất là lôi cuốn ạ. Đấy, nghe cả ngày không biết chán, minh chứng rõ ràng đó là em. Công việc của em thì cả ngày, đúng là cả ngày được nghe. Em cũng chưa bao giờ biết chán và nó luôn mang lại cho em những cái cảm xúc trong công việc và trong cuộc sống nữa chị ạ. Đây. Một bạn kỹ thuật viên, bạn đang đấu thử về cái đường lay in đấy, đường hoa sen. Bạn nay em có kết nối là đường high level input, giờ em tiếp tục chuyển sang đầu hoa sen để cho chị nghe theo hai cái đường tín hiệu nhé. Cả hai đường tín hiệu nghe đều rất hay chị ạ. Tắt giúp đi để cho chị ấy nghe xong chị phân biệt. Vâng, giờ em sẽ tắt đấy. Em đang tắt giúp nhá để cho chị nghe, chị cảm nhận và so sánh ạ. Và giờ em sẽ lại bật tiêm, bật lên ạ. Đấy, chị thấy không, các giải âm trầm bass của nó đưa ra nhé, đó rất là ấm và nghe rất là sâu. Rất là êm dịu, rất là sảng khoái chị ạ. Và giờ em sẽ đóng hàng để gửi đi cho chị nhé chị nhé. Giờ em sẽ đóng hàng và em xin cảm ơn chị và xin chào tạm biệt chị và hẹn gặp lại chị ạ.